trường xem là liệu chúng ta có được xem 45 phút thi đấu đầu tiên tương bừng với những khách mời và các bình luận viên của chúng tôi đã cùng nhận định hay không. Bây giờ chúng tôi mời quý vị hãy cùng đến với sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cùng đến với 45 phút thi đấu đầu tiên trận tranh đi trên đầu những bóng đá nam của SEA Games 31 giữa hai đội tuyển U23 Malaysia và U23 Indonesia.